Hello mọi người, cái con Kenwood này thì bị lỗi màn hình nhấp nháy nhưng mà nói chung dùng bình thường rồi, CD vẫn nghe, mình đang nghe CD nữa. Reject nha. Nó màn hình nó bị lỗi nhấp nháy nhưng mà nói chung chức năng thì vẫn bình thường, âm thanh rất là hay. Con này mình bán 1,5 triệu cho mọi người, điện 100V nguyên bản, dùng được, dùng full chức năng. CD nè, rồi cắm USB nghe trực tiếp nè, rồi giải mã cổng quang để xem TV, nghe từ TV, rồi line in từ điện thoại để kết nối điện thoại. Đó, nói chung là rất tốt. Con loa này nghe rất là hay, âm thanh là chuyên làm loa kiểm âm. CD rất là hay luôn, cực kỳ hay. Mà nghe USB cũng cực kỳ hay. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cái loa này nặng khoảng tầm 5 kg nha mọi người. Bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rồi rơi nó hết có buồn. CD USB nó có stop volume. Tình yêu như cánh chim. Thì mọi người thấy con này nó là có cái tích hợp DSP và DTS nè, là hai công nghệ rất là cao. DSP này chuyên tái tạo âm thanh nên là những cái file mà bị lược như là MP3 nó sẽ nâng cái chất âm của MP3 nó lên cao hơn, nghe nó hay hơn. USB thì nó sẽ đọc được file AAC, WMA và MP3 nha mọi người. Trời vụt bay theo gió mãi trôi để bao thương nhớ. Cái hãng Kenwood này nó chơi rất là mát, chơi cả ngày cũng không có nóng và rất là bền mọi người, nên chơi ví dụ như mà có những cái xưởng hay là công ty gì đó muốn mở nhạc nghe du dương suốt ngày, cắm cái USB nghe cho tiện đó, thì cứ lấy con này về nghe rất là ok. Đó, giá một, giá 1,5 triệu nha mọi người. Ai mà chốt lẻ thì mình tặng kèm cái remote nha, full chức năng nha, để chỉnh cái này. Còn nếu mà chậm thì mình sẽ bán hết cái bộ remote này đi thì không còn nha, tại remote này nó hiếm. Ok, cảm ơn mọi người.